Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phá thành công chuyên án đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bằng hình thức thuê xe ô tô rồi mang bán trên mạng xã hội. Đối tượng Võ Công Minh, 28 tuổi, ở tỉnh Bình Phước đã bị Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt ngay sau đó. Trước đó, Võ Công Minh đặt mua giấy phép lái xe giả, căn cước công dân giả lên mạng xã hội, tìm kiếm dịch vụ thuê xe ô tô tự lái và tìm đến thuê chiếm đoạt xe. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi còn làm rõ đường dây các đối tượng mua bán xe gian trên mạng và đặt làm giấy tờ giả để sử dụng mua bán, gồm các đối tượng Trần Phương, thành phố Hà Nội, Bùi Ngọc Diệu Hương ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một đường dây chuyên nghiệp liên tỉnh, hoạt động khép kín từ việc thuê đến làm giả giấy tờ rồi đi mua bán trên mạng. Bước đầu, đối tượng Võ Công Minh khai nhận thực hiện được trên 4 vụ. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.